Xin kính chào quý vị và các bạn, đây là chương trình 8 bóng đá phủi và tôi là cán Chris. Rất vui được gặp lại quý vị trong một cái chương trình mà chúng ta sẽ gặp gỡ với những cầu thủ bóng đá phủi, những người đam mê cái bộ môn bóng đá 7 người tại Việt Nam. Và ngày hôm nay đồng hành cùng với tôi trong chương trình xin được giới thiệu MC Phùng Hằng. Yeah, xin chào mọi người ạ. Ok, và cái người nhân vật chính trong chương trình ngày hôm nay xin được giới thiệu Tuấn Việt, một người em rất là thân của cán Chris và một cầu thủ quá nổi tiếng rồi. Em hãy gửi một lời chào tới quý vị khán giả đi. Chào tất cả mọi người. Tiếp một câu gì nữa đi. Anh đang là ai, anh đang làm việc ở đâu? Thực ra để mà Tuấn Vỉa để mà bắt Tuấn Vỉa phải nói ra những cái thứ như thế thì khá là khó. Tuấn thì là một phóng viên, mà một phóng viên một nhà báo của báo Dân Việt, cũng là đại khái là cũng là đồng nghiệp của bọn mình đấy. Vâng ạ. Nhưng để mà bình thường thì cậu hay viết thôi đúng không, chứ nói không phải sở trường. Để mà thuyết phục Tuấn Vỉa lên cái cuộc này cũng phải tốn rất là nhiều cái công sức của tôi, nên là các bạn hãy trân quý từng cái phút mà ngày hôm nay Tuấn Vỉa lên đây chia sẻ. Ok, thoải mái hơn chưa? Ok. Hằng, em hãy làm gì đó cho Tuấn Vỉa cảm bây thấy... giờ với tư cách là một đồng nghiệp đi, thì em đang không biết là hiện tại thì anh Tuấn đang làm chính xác cái tên gọi của mình là gì ạ? Là nhà báo hay là phóng viên? Anh là phóng viên viết của báo điện tử Dân Việt. À thế ạ? Nhưng mà em xem hỏi là mình đã làm được bao nhiêu lâu rồi anh? Anh làm khoảng 4 năm rồi. Nhưng mà hiện tại thì nếu mà để mà nói về công việc chủ yếu của mình thì vẫn là công việc này đúng không? Anh viết bài sau trận đấu và trước trận đấu, nhận định của mình. Chủ yếu vẫn là mảng bóng đá hả em? Vâng, mảng bóng đá. Đá quốc tế và bóng đá trong nước. Có bóng đá phủi không? Có. Có luôn. Tất nhiên là phải có rồi. Có bài nào mà mình tự viết về mình chưa? Kiểu hết ý tưởng rồi. Mà bên cơ quan ép bài quá rồi, không biết là tôi ngồi viết. Ngồi tự chuyện Tuấn Vỉa này. Chưa. Không. Mà đề tài thì nhiều lắm. Chưa thấy viết về anh cán Chris một bài nào nhỉ? Sắp tới bóng một bài rồi ạ. Rồi ok. Một cái điều mà chắc chắn là những anh em chơi bóng đá phong trào rất là quan tâm, đó là tình hình chấn thương của Tuấn Vỉa. Được biết là khoảng cũng phải được nửa năm chưa nhỉ? Là Tuấn Vỉa bị đứt dây chằng. Nửa năm chưa em? Nửa năm rồi. Nửa năm rồi. Và đến như bây giờ thì em hãy chia sẻ về cái chấn thương của em, cũng như là khi nào thì em trở lại. Chấn thương của em thì bây giờ nó cũng đang hồi phục tốt rồi. Thì nếu mà trong quá trình trở lại thì khoảng 2 tháng nữa, khoảng 9 tháng bắt đầu ra sân chiến đấu được với anh em. Ok. Cũng đã 9 tháng rồi đấy nhỉ? Tức là bạn ấy bị một cái chấn thương mà mọi cầu thủ bóng đá đều rất là sợ đứt dây chằng. Và để mà trở lại được như cái phong độ bình thường nó phải cần ngần ấy thời gian. Chứ thực ra bây giờ có thể đá chơi chơi rồi đúng không? Nhưng để mà ngưỡng an toàn và có thể thi đấu các cái giải phủi có sức cạnh tranh cao thì là đòi hỏi một quãng thời gian rất là dài như vậy. Cảm thấy bản thân sẵn sàng cho một cái cuộc chơi chưa? Em sẵn sàng rồi, bắt đầu tập luyện trở lại dần rồi. Bắt đầu bắt nhịp dần với cả những cường độ dần để mình trở lại đến lúc tốt nhất có thể. Nhưng mà em nghĩ rằng là sau khi trở lại em có tiếp tục tham gia các giải đấu lớn không? Hay là bây giờ em chỉ đi đá vui thôi? Cái đấy thì phải phụ thuộc vào tình hình chấn thương nhỉ. Từng bước một. Nhưng quan trọng là cái tinh thần của mình có muốn không? Có, tất nhiên là muốn, bởi vì em còn trẻ mà. Vâng, thì đấy, quay trở lại một chút về bản thân anh Tuấn thì mọi người nhìn anh Tuấn có vẻ là hơi khiêm tốn cũng như ít nói như này thôi, nhưng mà thực ra anh Tuấn cũng có mới 28 tuổi đúng không anh? Nhưng mà chắc là mọi người cũng nghĩ anh Tuấn đã khoảng tầm ngoài 30 nên là ít nói quá. Sao lại chê khách mời già trên sóng thế này? Thôi em không chê già, nhưng mà tại vì là anh Tuấn, tức là khi cái ấn tượng đầu tiên khi mà gặp anh Tuấn là một người rất là điềm đạm. Đó thì em không biết là cái tính cách này là do cái bản chất công việc, tính chất công việc tạo nên con người anh hay là bản chất là do tính cách của mình thôi. Công việc thì làm báo mà phải quản giao một tí, mà do con người của mình thôi, từ bé đã hình thành lên rồi. Tuấn Vỉa này nó có một cái đặc tính là nó che giấu đi cái bản ngã rất là khéo nhá. Mọi người sẽ thấy như kiểu Hằng ấn tượng là Tuấn Vỉa một người điềm đạm, ít nói, rồi thì già dặn. Nhưng các bạn ạ, các bạn phải đi với Tuấn Vỉa những cái cuộc mà nó hơi private một tí, nó riêng tư một tí mới thấy được hết cái chất của Tuấn Vỉa. Tuấn Vỉa nói rất nhiều luôn, với những cái cạ, đại khái là cạ cứng ấy, mà để cậu ấy có thể chia sẻ những thứ liên quan đến bóng đá, công việc, cuộc sống, đam mê, mọi thứ cậu chia sẻ cực nhiều mà rất hay luôn. Anh hy vọng là ngày hôm nay em cũng như vậy.
hay là cần phải mấy lon bia lên đây ngồi chia sẻ cho nó sâu nhỉ? Ừ. Ra cái đấy thì có những cái nói được, có những cái không nói được. Nên cái gì nói được thì em sẽ nói, và em sẽ chia sẻ. Anh từng đi với Tuấn Vy ở trên một cái cuốc taxi từ đây ra sân bay à? Vâng. Khoảng 45 phút đấy là một mình Tuấn Vy ở, gọi live show Tuấn Vy ở với người bạn luôn. Cũng chia sẻ trên trời dưới biển rất nhiều chuyện hay. Thì bản tính em thấy em là một người như thế nào? Là chính em ấy, em thoải mái nhất khi em cứ điềm đạm, lạnh lùng, ít nói. Hay em thoải mái nhất khi em được chia sẻ ra bản thân của mình? Thực ra thì em là người thích chia sẻ, nhưng mà chia sẻ với ai rồi? Với những người mà mình ảnh hưởng, mình tin và mình tín. Thôi anh Cán ơi, chắc là em rời khỏi chương trình luôn. Tại vì chắc là anh Tuấn chỉ thoải mái khi nói chuyện với anh Cán thôi, đúng không anh? Sao, thêm em vào thì chắc là... Đấy, em làm nào để cho Hằng nó bớt cảm thấy là nó... Hơi ngại anh ạ. Em lại ngại với khách mời này. Dư thừa. Chúng ta đa phần là nói về những chuyên môn ấy, thì mình sẽ nói chuyện thoải mái hơn về bóng đá. Đa phần là nói về bóng đá. Đầu đời tư thì mỗi người sẽ có một cái riêng tư riêng. Ok. Thế thì lại là một câu hỏi liên quan đến bóng đá. Là một người đam mê bóng đá, anh hay là em, chắc chắn là cuộc sống không thể thiếu trái bóng rồi. Nhưng em phải sống một cái cuộc sống 6 tháng rời xa sân bóng, rời xa anh em, bạn bè, đồng nghiệp, những anh em đồng đội. Cảm xúc của đấy, trong 6 tháng qua, cái diễn biến tâm lý của em nó như thế nào? Thực ra là cái chấn thương này thì đúng là một chấn thương ác mộng nhất với cầu thủ. Và cái chu kỳ mà nó phục hồi nó cũng rất lâu. Thực ra là đôi khi cũng chán, cũng buồn, nhưng mà thôi, giai đoạn đầu thôi. Giai đoạn sau thì mình sẽ thấy là mọi thứ nó sẽ ok hơn, ổn hơn. Và mình phải bắt nhịp với cuộc sống mới rồi. Bản chất của em khi bị chấn thương thì cũng là một chấn thương bất ngờ. Nên đôi khi nó cũng mất khoảng thời gian khoảng 10 ngày đến 2 tuần mình phải bắt nhịp lại. Cũng hơi sốc. Sốc đúng không? Wow. Nhưng anh ơi, nhanh cho em hỏi là có một cái phương thức điều trị nào đặc biệt cho cái chấn thương của mình để mà mình có thể hồi phục nhanh hơn không anh? Cái đấy thì chỉ có tập luyện và phục hồi gọi là vật lý trị liệu. Trị liệu đúng không? Còn đâu là cái chính là vẫn phải do mình. Tập luyện chăm chỉ. Tìm được một cái người bác sĩ giỏi nữa thì càng tốt. Phải điều chỉnh chế độ sinh hoạt nữa. Mình cũng... Ý là anh hay thức đêm mà anh? Hay không? Anh ngủ sớm ấy. À thế ạ? Thế thì ngủ sớm lắm, toàn 3-4 giờ. Đấy sớm quá anh ạ, nó lại hơi sớm quá. Không, phải nói thật là Tuấn Vỉa có một cái tật thì cũng chả phải, nhưng mà một cái ưu thế đấy là rất là quý người. Tức là nể bạn, bạn nào rủ đi nhậu là cũng ngồi đến tận cuối luôn, đúng không? Tận cuối con đường luôn. Chính cái sự cả nể trong cái việc quảng giao như vậy dẫn tới là cậu ta hơi sa đà vào những cái cuộc nhậu say sưa. Và cái thể trạng đi xuống, đến lúc mà thi đấu căng một cái bản chất, cái vết thương của em đâu phải là va chạm đâu. Đến một cái ngưỡng, cái dây chằng của em nó không chịu được. Cái cường độ thi đấu hôm đấy rất là nắng. Mà em phải gánh cái đội của em, hôm đấy là thua 5-6 quả rồi. Đó, đấy là cái sự cố nó dẫn tới chấn thương như vậy. Thể trạng mình nó không chịu được nữa. Em có nghĩ vậy không? Vâng, thực ra em dùng từ tóm tắt là quá tải. Đúng rồi. Với cả là mình cũng bị ham quá. Đáng lẽ cái tình huống đấy thì mình ra sân rồi, nhưng mà mình bị nghiện cảm giác trên sân ấy. Kiểu cứ thích trên sân, đứng trên sân ấy. Thành ra là mình cũng hơi bị kiểu như là sai, mình bị sai. Thành ra mình bị dẫn những cái chấn thương này. Mà thôi, không tránh được. Nhưng mà trước khi cái thời khắc đấy nó xảy ra ấy, thì anh có cảm nhận cái gì trong người mình là chết rồi, cái khoảnh khắc đấy nó sắp đến rồi? Không thể cảm nhận được, nhưng mà thôi, mình thấy mình chỉ thấy mệt. Anh bảo anh quá tải mà. Mình mệt vậy là mình cảm thấy đuối rồi. Đó. Exactly. Tức là cái sức bền nó đã giảm rồi. Chính Hằng hỏi một câu rất là hay đấy. Hằng hỏi là bản thân cầu thủ có cảm nhận được là mình sắp xảy ra cái chấn thương đấy không? Thì anh từng phỏng vấn Đỗ Hùng Dũng. Sau khi mà cậu ấy đã trải qua cái chấn thương kinh hoàng và bị đạp, thì cậu ấy nói rằng là các cầu thủ khi mà ra sân ấy luôn phải chuẩn bị sẵn tâm thế rằng mình có thể bị chấn thương nặng bất kỳ lúc nào. Đấy là việc tâm thế phải chuẩn bị. Đúng rồi. Còn với những cái ngày thi đấu mà thể trạng của mình kém hoặc là cái phong độ của mình không được tốt, mình ra sân và mình cảm nhận cơ thể nó sẽ có thể bị ảnh hưởng bởi những cái vấn đề liên quan đến sức khỏe như thế. Em nghĩ là cái đấy mình đều có thể cảm nhận được mà anh. Cảm nhận được. Nhưng với một cầu thủ như Tuấn Vỉa, để mà bị một cái chấn thương, anh nghĩ là khó. Bởi vì như mọi người thấy, cái cách đá của Tuấn Vỉa rất khó bị chấn thương. Nó không phải kiểu đi bóng như anh,
là 50-50 là xông pha, xông lên, lao về phía trước và rơi qua 2-3 người. Thế là như nào anh? Anh phải nói rõ hơn về cách chơi của anh Tuấn không? Để em xem anh Tán hiểu rõ anh Tuấn như nào. Anh quá hiểu. Kiểu của anh nhá, thì là kiểu mà sẽ rê bóng tốc độ, rê bóng tốc độ qua người. Và sẽ rất dễ bị phạm lỗi từ phía sau, bị ngáng. Mọi người có thể nhìn trên TV luôn. Còn Tuấn Vỉa là cái kiểu mà cậu ấy luôn luôn cầm quả bóng chắc trong chân. Để không không đặt mình vào vị trí 50-50 và phải tranh chấp với đối phương. Nên là rất khó để bị chấn thương. Đây có phải là chấn thương nặng nhất trong sự nghiệp của em không? Và thường bình thường em có hay bị chấn thương không? Thực ra là em đi đá bóng từ bé rồi. Đây là đầu tiên chấn thương nặng như này. Bình thường cũng chỉ củ chân với cả một số chấn thương giật vặt 12 tuần thì khỏi rồi. Nhưng mà đến cái hôm mà em bị chấn thương, em cái tình huống chấn thương nó ngoài ý muốn của mình. Mình không nghĩ nếu mà bị người ta đá vào chân đau hay là người ta làm nào để đau cơ. Mới là mình ấy, nhưng mà chấn thương chỉ là một cái khuỷu gối thôi, đứt chân trong. Hằng vừa xem đấy là một cái chương trình mà anh thực hiện với Tuấn Vỉa, hai anh em thi tài với nhau xem là 1-1, đấu 1-1 với nhau, ai có thể là ghi bàn vào lưới của đối phương. Thì anh phải làm rất là nhiều động tác, em thấy không? Chân anh ngoáy liên tục, đảo liên tục, dê bên này, dê bên kia. Tức là anh Cán thì luôn luôn phải gọi là như kiểu là dê chừng. Nhưng Tuấn Vỉa chỉ làm đúng một động tác là nhứ cái thân người lắc sang bên kia. Em nhìn cái động tác này nó hơi có cái sự quen thuộc, anh có cảm thấy là mình được truyền cảm hứng bởi ai không anh? Tức là thần tượng của mình là ai? Cách chơi Anh thì cách chơi cũng là tự phát rồi. Không giống ai luôn. Chơi theo kiểu làm cái gì mình tốt nhất thì mình chơi theo cái đấy thôi, phát huy cái đấy thôi. Còn đâu không học theo ai cả. Không ai có kiểu đi bóng như thế em ạ. Anh nghiên cứu khá kỹ cái về Tuấn Vỉa. Anh Cán mới là người phải học ở đây rồi anh ạ. Đúng rồi, anh có học, thật sự là anh có học Tuấn Vỉa. Và anh nói thẳng luôn là dạo gần đây anh đá bóng, anh tiến bộ lên rất nhiều nhờ việc anh xem clip Tuấn Vỉa. Thế ạ? Tức là kiểu của anh ngày trước thì sẽ tập trung vào các skill. Anh sẽ tập trung vào việc là mình sẽ biểu diễn động tác gì nhỉ? Mình sẽ qua người đẹp mắt như thế nào nhỉ? Nhưng bây giờ thay vì thế thì anh suy nghĩ thay đổi cái tư duy của mình đi. Làm cái động tác đấy phục vụ cho cái việc mang tới hiệu quả cho các pha bóng tiếp theo như thế nào. Ví dụ như là trong khi mà anh đảo step over, anh đảo cái chân như này, thì không phải là anh cố tình để anh đi qua người, mà là anh tận dụng cái quãng thời gian mà đối phương tập trung vào cái chân của anh. Để mắt anh quan sát đồng đội di chuyển và anh truyền được cái quả bóng vào khe. Thì từ lúc mà anh thay đổi cái tư duy đó, anh đá hiệu quả hơn rất nhiều. Thế ạ? Mọi người sẽ được thưởng thức sau đây một thời gian nữa thôi, khi mà anh tham gia các giải đấu. Nhưng đó để mới thấy rằng là thực ra kỹ năng không bao giờ quan trọng bằng việc tư duy chơi bóng của bạn như thế nào. Vỉa, em chia sẻ thế nào về cái ý kiến này? Cái tư duy chơi bóng. Một người có kỹ năng hay đến mấy, nhưng cái tư duy của anh ta tăm tối, người ta sẽ không bao giờ phát huy hết hiệu quả được. Thực ra là cái đá bóng này đúng thật là người ta phải dùng từ nhãn quan. Có nhãn quan một chút. Mình quan sát được cái xung quanh hơn thì mình sẽ đá tốt hơn. Chứ còn đâu mà dê với cả đi bóng với cả chỗ chỉ đẹp thôi. Chỉ vui thôi. Đâu là để mà hiệu quả mới là số 1. Đúng rồi. Đấy. Thì một cầu thủ như Tuấn Vỉa luôn luôn đề cao sự hiệu quả và cái lối chơi của anh ta hướng tới sự hiệu quả đấy. Nhưng mà phải nói rằng cái khả năng giữ bóng là cái khả năng hiếm có, khó tìm ở bất kỳ một cầu thủ nào. Em đã luyện tập những cái chiêu thức như thế nào để có được cái bộ kỹ thuật xử lý bóng, điêu luyện như vậy? Thực chất ra là ngày trước em tập được tập chuyên nghiệp, qua quá trình chuyên nghiệp. Em tập và em cũng học hỏi canh lớn, mà mình bản thân mình cũng có một chút thể hình so với bóng đá phủi thì mình sẽ tận dụng cái đấy, phát huy cái đấy. Thì mình có những cái che chắn và cài người để làm sao mà lợi thế nhất của mình có thể. Cùng với cách nữa là cái đôi chân của mình cũng dài hơn mọi người một chút. Cho nên mình cũng có cứu với cứu được. Đấy, mọi người đang xem những cái bức ảnh nói về cái quá khứ của anh chàng Tuấn Vỉa này. Đấy, Hằng, em là một phóng viên, em hãy hỏi Tuấn về quá khứ đi. Bây giờ trưởng thành từ lò đào tạo nào? Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, em đang định nói. Tức là để quay lại về những ngày đầu tiên khi mà anh Tuấn vừa nhắc là mình có chơi chuyên nghiệp. Thì lúc đó là mình xuất phát từ đội nào ạ? Anh ngày xưa là xuất phát từ năm 10 tuổi, bắt đầu đi đá bóng. Wow. Bắt đầu đá cho đội ở Hà Nội. Tức là cách đây 15 năm. 15, 13, 18 năm rồi. Bắt đầu đá cho đội Nhi Đồng Hà Nội, xong rồi phát triển dần lên. Đến năm 18 tuổi thì anh nghỉ chuyên nghiệp. À thế ạ? Chuyển sang chơi bóng đá phủi. Tại sao ạ anh?
Tại vì chuyên nghiệp là ước mơ của mọi người mà mình lại chuyển từ chuyên nghiệp đến bóng đá phủi. Nó có những cái khúc cua ấy. Lúc đoạn đấy là mình chọn cái gì mà phù hợp với mình hơn thì mình chọn. Còn đâu để mà câu chuyện để mà sâu xa thì nó lâu dài lắm. Thực ra nếu mà ai muốn xem cái câu chuyện mà Tuấn Biển nói là rông dài ấy, để hiểu thêm về cái con đường và lý do tại sao mà cậu có quyết định là sang bóng đá phủ như thế này, thì có thể tìm kiếm từ khóa Tuấn Bỉa Cán Chris trên kênh YouTube của Cán Chris. Thì anh tóm gọn lại, dạ. Tuấn Bỉa lò đào tạo Hoàng Anh Gia Lâm cùng với thế hệ của Đức Huy này, Hùng Dũng thì là thế hệ trên, Đức Huy này, Duy Mạnh này, Động Toàn có không? Đoàn ở dưới cùng Quang Hải. Đó, Hoàng Anh Gia Lâm. Tức là cái lò đào tạo mà rất là thiếu thốn về vật chất, trang thiết bị, rồi thì cơ sở vật chất. Nhưng mà lại là lò đời đầu luôn đúng không anh? Nhưng lại sản sinh ra rất nhiều ngôi sao của nó Việt Nam. Như Quang Hải, có như Đỗ Hùng Dũng, như Đỗ Duy Mạnh. Và đấy, dị nhân bóng đá phủi có Tuấn Việt là từ lò đào tạo đó mà ra. Nhưng mà anh cũng nhấn mạnh lại một cái thông điệp rằng thật may khi mà những cầu thủ chuyên nghiệp như Tuấn Việt nghỉ bóng đá chuyên nghiệp để ra phủ thì bóng đá sân 7 mới có được một dị nhân. Đúng. Và có những pha bóng mà khán giả thưởng thức mê hoặc như vậy. Thực sự anh xem Tuấn Việt thi đấu anh rất mê. Anh mê cực kỳ luôn với tư cách là một khán giả. Còn tư cách là một cầu thủ cũng thi đấu bóng đá sân 7 thì anh học được từ Tuấn Việt rất là nhiều cái kỹ năng quan sát và kỹ năng xử lý bóng. Thế bây giờ anh càng có thể khơi gợi lại về quá khứ một chút trong cái quãng thời gian chơi bóng bao nhiêu năm vừa qua của anh Tuấn. Thì có cái khoảnh khắc nào mà khi mà anh Tuấn chơi mà anh cảm thấy đây, tức là trước khi mà thực sự mình biết anh Tuấn nhá, mà mình nhìn cái khoảnh khắc đó mình thấy là đây là cái dị nhân đó. À, được. Ui dồi ôi, Hàng hỏi câu hay thế. Hàng hỏi câu hay quá. Đấy, em nghĩ là có một cái khoảnh khắc chính như xác, vậy. Chính xác, chính xác, chính xác. Anh thì nói chia sẻ với mọi người trên sóng luôn là ngoài cái việc mà anh làm cầu thủ ra thì anh cũng làm quản lý cầu thủ. Nên cái việc mà nhìn ra cầu thủ nào tiềm năng là thế mạnh của anh. Đúng rồi. Khi mà lần đầu tiên gặp Tuấn Vỉa, hai anh em va chạm với nhau ở một trận tứ kết của giải bóng đá tranh cúp Clearman. Anh Tuấn có nhớ thời gian đó không? Nhớ. Trận 5 người. Đấy là lần đầu tiên anh được chạm trán với Tuấn Việt và theo dõi cầu thủ này thi đấu. Anh bảo ở đâu ra một cái thằng mà nó lại có thể đá được như vậy. Là kỹ năng qua người của cậu rất đơn giản. Cậu nhứ cái thân người cậu qua người. Lướt sóng luôn. Và hôm đấy là bọn anh thua pen đúng không nhỉ? Bọn anh thua penalty và anh ấn tượng mãi với cái cầu thủ mang tên Tuấn Việt. Và một vài năm sau cậu ấy trở thành một trong những cầu thủ hay nhất, đáng xem nhất. Thực sự là như vậy, bóng đá phủi có một vài nhân vật, một vài nhân vật mà khiến cho khán giả rất là hạnh phúc khi được đứng chứng kiến những cái màn trình diễn của họ. Một là Cán Chris, một là Phương Mơ Tu. Cán Chris mọi người ạ. Một là Phương Mơ Tu, hai là Tuấn Việt, ba là Việt Hải Dương, bốn là bây giờ có thêm Tuấn Anh Junior. Còn Cán Chris thì mọi người cũng tò mò thích xem đấy, nhưng mà theo cái cảm xúc như nào, hạnh phúc hay là khó chịu thì anh không biết. Ít nhất là anh cũng đáng xem. Tất nhiên rồi mọi người, anh Cán thì em nghĩ là ngoài cái việc mà làm một vlogger ra thì có thể gọi là vlogger trên sân đấu nữa, đúng không? Biểu diễn trên sân đấu nữa. Nhưng mà anh Tuấn ạ, với những cái tên mà anh Cán vừa kể tên thì có ai là một người mà anh thân nhất không? So với những người đấy thì anh ấy cũng ít hiểu nhỉ. Giao lưu là cái đội nào, bởi vì anh chỉ chơi mỗi đội Coca thôi. Thì bình thường là các cầu thủ ở bóng đá phủi có thể là hôm nay là đồng đội, ngày mai là đối thủ. Mà anh chỉ chơi mỗi đội Coca nên anh cũng chưa có thời chơi gian. Chơi anh ơi, trong danh sách đấy có một mình anh chơi. Cũng có chơi với anh Cán, đá cùng đồng đội nhiều. Anh Cán đá nhiều đội. Thế còn ở đội Coca thì sao anh thân nhất với ai ạ? À, đội Coca thì bây giờ các em trẻ, mỗi anh ở lại rồi thì anh cũng không chơi với ai thân nhất mà anh chơi với tất cả các đội. Chơi với hoàn toàn mọi người luôn. Trong cái danh sách đấy thì anh nghĩ hỏi câu này hay hơn này. Tuấn đánh giá cao ai nhất? Mỗi người có một cái bộ kỹ năng rất là hay, hay cũng hay cả. Trong những người mà anh kể, toàn người hay, em ấn tượng nhất với cái tên nào? Thực sự nếu mà chơi cùng vị trí trong cái số đấy thì có anh Phương Mùa Tu ấy. Anh ấy vẫn là số 1. Phương Mùa Tu. Thì bây giờ có bạn Tuấn Anh Junior, em Tuấn Anh Junior. Thì em đấy cũng là cái người mà đá bóng đúng là truyền cảm hứng cho mọi người. Chơi bóng rất khéo mà tư duy chiến thuật rất hay. Một trong những người mà em rất hay xem và rất hay theo dõi. Có những cầu thủ mà mỗi khi mà cậu ta ra sân thi đấu là mình rất là háo hức, rất thích xem. Đấy. Cuốn là luôn. Cuốn lắm. Mỗi một cái pha xử lý nhẹ nhàng uyển chuyển rồi xỏ háng rồi thì Rabona. Rất ít cầu thủ làm những skill như vậy trên sân bóng, nhất là ở giải kể cả HPL, đúng không?
gọi là đẳng cấp cao nhất rồi mà vẫn mang phong cách biểu diễn vào. Ngoài anh ra chắc là có mỗi Tuấn Anh. Nhưng mà không biết là trong tương lai ấy, bây giờ ok mình cũng được mang cái danh hiệu là một cái người chơi rất là khủng tại giải đấu như này, thì không biết là cái kế hoạch của tương lai của mình như thế nào về... Ý là như này, sau khi mà em trở lại sau chấn thương, em tập hồi phục rồi, em điều chỉnh chế độ của em rồi, ngon nghẻ hơn rồi, em có nghĩ rằng mình sẽ thay đổi cái tư duy? Trước khi mà em chấn thương, anh có phỏng vấn em bảo là em sẽ chỉ chơi Goka thôi. Tuấn là một người rất dị, rất trung thành, dị từ cách chơi bóng cho tới cái suy nghĩ. Cậu ấy sẽ không bao giờ đi một đội bóng nào khác ngoài Goka, rất trung thành. Mà Goka là một đội chỉ lẹt đẹt ở hạng dưới, chưa bao giờ được lên HPL. Đó, không có ngôi sao và ông bầu thì cũng không phải là nhiều tiền, nhưng cậu ấy chỉ gắn bó với một đội như vậy, mặc dù Tuấn có rất là nhiều lời mời. Nếu thế chứ mà là hỏi tại sao mà anh Tuấn lại chọn gắn bó với Goka trước anh ạ? Tại sao mà anh? Thực ra thì câu này anh trả lời rất nhiều rồi, trả lời thêm một lần nữa. Ở cái khoảng thời gian đang khó khăn này, đang bị chấn thương này, thì anh thật ra đội bóng thì đấy là đội bóng đầu tiên của mình. Và mình cũng đã nói rồi, chỉ khi đội bóng giải tán thì mình đi đội khác thôi. Còn đâu là mình cứ chơi, hết chấn thương lại trở lại với anh em, để động viên anh em. Thì thực ra là bóng đá nó chỉ là đối với mình là trải nghiệm vui thôi. Nên mình cứ cho là vui thì mình đến. Chỗ nào thoải mái thì mình chơi, chứ không phải nặng nề trong cái việc mà tạo tầm ảnh hưởng hay tạo cái gì cả. Đây là vừa đá bóng vừa có tâm đấy anh ạ. Tức là rất là trung thành và đúng là khi mà tức là giống như kiểu là dù mình có phát triển đến mấy nhưng mà mình vẫn nhớ về cái nơi bắt đầu. Hàng hiếm đấy. Bởi vì chia sẻ với Hằng là bây giờ bóng đá phủi là thị trường chuyển nhượng rất là sôi động. Nên là một cái đội bóng mà có tham vọng, có tiềm lực về kinh tế thì sẵn sàng bỏ ra rất nhiều tiền để chiêu mộ một cầu thủ như Tuấn Việt. Đúng không anh? Nhưng nếu mà là một người mà dễ bị lay động, dễ bị đại khái là biến chuyển, cũng thực dụng thì cũng không đúng, nhưng mà thực tế tức là đúng cái nhu cầu của mình như vậy, mình cần phải đến những cái môi trường mình có thêm tiền, mình có được cái động lực để chinh phục các danh hiệu. Em cái điều này hoàn toàn thực tế mà. Quá tốt mà. Đúng rồi. Thế tại sao lại không? Tại sao lại say no hả Việt? Thật ra là nó đi nói lại thì đấy, đội Coca thì có mỗi em ở đầu tàu. Mà mình bây giờ đội bóng thì cũng đang yếu, đội bóng khỏe cơ, đội bóng mạnh cơ, mình thấy anh em làm được việc rồi, anh em chiến thắng rồi, không cần mình nữa thì mình đi nhẹ nhàng, nhưng mà đội bóng vẫn còn nhiều thứ để làm, phải xây dựng anh em, cố gắng lên, động viên anh em thôi, cố gắng làm sao mà đạt được một cái gì đấy, chứ có đâu đá cứ mãi như này khó, nên thôi mình gợi lại giúp đỡ anh em. Đôi khi là đội bóng thì đúng thật là ai cần chiến thắng, nhưng mà đôi khi là tình cảm cũng là một cái quan trọng trong bóng đá nhỉ. Đó, em có thể thấy anh Tuấn là một người rất giàu tình cảm. Có thể anh không biểu lộ thôi. Nhưng mà đó, anh Cán hoàn toàn có thể hiểu. Anh lại phản biện Tuấn Vỉa như này. Anh lại phản biện tí. Em nói rằng là em ở lại để em giúp anh em. Nhưng khi mà những cái trận đấu có Tuấn Vỉa trong sân thì tất cả các đường bóng đều hướng tới Tuấn Vỉa. Anh em phát triển kiểu gì? Thực ra để nói thì nói nhúc anh em đá với em ấy, thì đôi khi cũng hơi bị chật thòi một chút, phải đổi bóng nhiều, mất bóng nhiều. Mà chơi với mình ấy, thì cảm nhận như anh em tự tin thôi. Đội Coca thì sẽ không thủ lĩnh. Có mình trên sân thì mình hô hào anh em ấy. Có thể giúp anh em kiểu là tinh thần. Nhất cái thứ hai là cảm nhận cho anh em có một người đấy mình để nhìn vào. Đội Coca là rất là có các em trẻ, không thủ lĩnh. Thế ra mình ra sân thì tôi cũng là động viên anh em, là một cái chỗ dựa tinh thần cho anh em, hô hào anh em. Tuấn Vỉa, Coca phiên bản có Tuấn Vỉa và không có Tuấn Vỉa, nó gần như là khác nhau một trời một vực vậy. Có Tuấn Vỉa trong đội hình, Coca là một đối xử sừng sỏ với bất kỳ một đội bóng phổ. Anh có thể khẳng định như vậy. Nhưng mà khi mà Tuấn Vỉa không còn trong sân nữa, Coca đột nhiên trở thành một đội bóng trên mức văn phòng một chút, gọi là đi đá các giải phủ ấy, có thể thua bất kỳ đội nào. Đấy là cái thực tế mà mọi người đều nhìn thấy. Nên là Tuấn Vỉa là linh hồn, nhưng đồng thời cũng là một cái thứ khiến cho điểm yếu, tức là điểm mạnh nhưng cũng là điểm yếu. Và nếu đối thủ khai thác và triệt phá được cái điểm đấy thì Coca rất là khó để mà cạnh tranh. Làm thế nào để cái sức ảnh hưởng của em nó giảm bớt đi mà anh em vẫn chơi tốt lên? Em có nghĩ đến điều đấy không? Thực chất ra là để mà nói về Coca thì bao năm nay em đã khoảng 6-7 năm rồi, thì cũng chỉ là một đội bóng khá thôi, dùng từ khá thôi, không phải đội bóng tốt, khá thôi, tầm trung thôi. Nhưng mà có mình vào sân ấy, thì thực sự là mình chơi bóng cảm giác mình sòng phẳng hơn mọi người. Mình vào sân mình sòng phẳng, muộn được mà chơi cho sướng, máu lên
đấy, mình động viên anh em ấy. Còn bây giờ anh em đã nó cảm tưởng là nó không để lại một cái gì mà mình chưa làm sao mình có một tí cảm xúc trong trận đấu, có sự tiếc nuối một tí. Đó anh Cán ạ, tức là nói về những cái vấn đề gọi là hạng đấu hay là giải hay là về phần thưởng đối với anh Tuấn, nó không phải là cái chủ đề mà anh Tuấn sẽ nói về đâu. Có hai vấn đề đấy luôn. Đúng rồi đó. Mình vào chơi là mình chơi được sướng, được sảng khoái. Đó là lý do tại sao mà Tuấn Việt được khán giả yêu thích như vậy. Chính là với cái tinh thần thi đấu để lại cảm xúc, để lại những cái pha bóng ấn tượng cho khán giả. Thế nhưng mà chính vì như thế thì cũng là một cái điểm trừ của em, bởi vì hôm đá em bị đứt dây chằng ấy, đội đua 6-0 rồi. Wow. Em mình ra sân mình đi tắm là vừa, cho nên mình gỡ lại. Ô anh em đấy cùng là cũng là một cái điểm nặng trừ. Nặng hơn đúng không anh? Bị nặng hơn. Yeah. Hôm đấy thực ra là như này, đội em đá, em truyền những cái quả bóng mà đồng đội em không hiểu sao không đá được vào. Nếu những một trong số những cái quả đấy thành bàn thì thế trận có khi lại đảo chiều, bởi vì tinh thần nó quan trọng lắm. Nó nản. Đúng rồi. Cảm tưởng Tuấn cứ một mình đi qua khoảng 2-3 người xong truyền đến góc chết. Đồng đội sút bụp phát lên xả ngang cột dọc rồi thì tốc lưới không ăn. Đúng không? Nó rất là nản. Nhưng mà nếu mà thế thì phải nói lại cái cách giao tiếp mình trên sân bóng anh ạ, có vấn đề gì sai không? Tức là bản chất là bây giờ đúng thật là mình làm hết khả năng của mình thôi. Còn đồng đội làm được cái gì thì thôi. Yeah. Chỉ nói là động viên anh em thôi. Khó. Thôi bỏ qua cái tạm gác cái câu chuyện về đội bóng Coca đi. Em thấy sao với cái bầu không khí chuyển nhượng của sân 7 bây giờ? Ví dụ như là Thiên Khôi chẳng hạn, anh thấy là thi thoảng lại đăng lên ảnh ký hợp đồng với ai kia. Rồi thậm chí là một đội bóng mới nổi như là Thế Anh 28 ký hợp đồng với Can Chris. Wow. Những cái thông tin đấy em có đón nhận được không? Và em chia sẻ như nào? Vâng, thực sự em cũng quan tâm đến cái việc đấy. Bóng đá phủ bây giờ người ta phát triển dần rồi. Dần dần các cầu thủ bây giờ được nhiều chế độ hơn, được chơi bóng, không những chơi bóng mà được chăm sóc, quan tâm nhiều hơn. Và đôi khi có công việc, có kinh tế, cái đấy làm cho mọi người đều win-win cả hai bên. Thành ra là em rất ủng hộ cái việc đấy. Còn thị trường bóng đá phủ bây giờ đúng thật là có khi bây giờ nó sôi động cả thị trường chuyên nghiệp. Đúng rồi. Ủa thế các bạn, chúng ta là số lượng rất nhiều đúng không ạ? Số lượng quá nhiều mà các bạn là đá phủ thì cái là mình cứ làm công việc của mình thôi. Còn đến giờ đi vào bóng nó không bị phụ thuộc đến chuyên nghiệp. Thành ra cầu thủ vừa có tiền vừa được sống với đam mê. Đúng rồi. Cái đấy là làm cho cầu thủ phủ dần dần đã phát triển hơn. Đấy em rất ủng hộ. Thế thì đã có đội nào mà trong top đã tìm đến anh để mà xin? Hay hay đấy. Câu này Tuấn nó không nói với anh đâu, mà hàng biết đâu là khai thác được. Anh Tuấn có thể hé lộ một chút được không? Thực sự cái đợt mà anh đạt được phong độ tốt ấy, thì cũng có rất nhiều lời mời. Em nói cụ thể đội đội nào đi. Cũng thì mình cũng chỉ nói Mobi này, LC này. Cái lời mời đấy thì không cụ thể ở đâu cả. Cái này thì LC là anh được mời nhá. Rồi thì Đại Từ anh được mời nhá. TG anh được mời nhá. Chia sẻ thoải mái đi. Thực ra là cái lời mời của mọi người đều có những cái gì điều kiện theo một chút nữa. Là em về bên anh, em có cái này. Em về bên anh, em có công việc này. Thì tất cả mọi thứ đều là những cái thu hút mình. Nhưng bản chất là đấy, như em đã nói, bóng đá niềm vui mà. Cứ vui là được. Tiền đối với anh Tuấn không quan trọng. Em chọn là Coca thì vẫn là sự chọn cuối cùng. Còn đồng tiền thì rất là quan trọng rồi. Rồi thôi, mình có cái sự chọn của mình thì mình cứ đi theo con đường mình đã chọn rồi. Cái này thì em thấy hơi khó hiểu mọi người ạ. Nhưng anh Cán thì nếu mà ví dụ anh đi ngay lập tức. Đúng rồi, với cái cương vị là anh thì anh sẽ làm gì đúng không? Anh đi luôn đúng không? Rõ ràng bởi vì sao? Với một cầu thủ bóng đá được đến với một cái môi trường có sức cạnh tranh, ông bầu tấm huyết tạo ra cho mình một cái môi trường được tập luyện, lại còn được tiền. Đấy là niềm mơ ước của rất bất kỳ một rồi. Cầu thủ nào. Chả có lý do gì mình phải gắn bó với một cái đội bóng mà còn thất bại. Thế rồi mọi người ạ, em đang ngồi cạnh dị nhân. Đây là một dị nhân. Dị sự. Nhân. Em chia sẻ tiếp đi. Thực sự là, đúng thật là khi mà đặt lên bàn cân thì ai cũng sẽ nghĩ là tại sao không chọn công việc, tại sao không chọn tiền bạc, mà chọn chỉ chọn một đội bóng mà cảm tưởng đúng thật là đôi khi đá bóng không vui, thua nhiều thì đâu đâu vui. Đúng rồi. Mà thôi, quan trọng nhất là mình nhúc, mình nhìn anh em, nhúc đi đá bóng đấy, chỉ hỏi câu, hôm nay anh Việt có đi không, anh Việt đi thì em đi, anh Việt nghỉ thì em nghỉ. Thế thôi đấy, nhúc 4-5 anh em nó là trụ cột của đội bóng ấy. Nên mình mà nghỉ thì mình kéo theo cả đội tổ cái nghỉ luôn, thì đôi khi cũng khó. Nên thôi, mình cứ ở lại thì sao, ở lại để động viên tinh thần anh em. Lúc khó khăn nhất thì mới cần nhau, nhưng đâu thắng thì ai chẳng muốn thắng, nhưng mà không làm được thì thôi. Cũng khó.
ở cái thế của em thì cũng khó, đôi khi là mình cũng là đầu tàu rồi. Tình cảm là cái mà mình ưu tiên hơn so với tiền bạc. Thôi bây giờ nốt một câu cuối cùng nhé, em có hơi tò mò một chút về cái dự định tương lai của anh Tuấn. Bây giờ thì mình vẫn đang làm việc tại báo Dân Việt, và sau đó thì mình cũng vẫn theo giải. Thế nhưng mà ví dụ như trong cái trường hợp mà trong tương lai anh Tuấn bận quá không theo giải nữa, thì anh sẽ làm gì để có thể duy trì được phong độ của đội bây giờ, đội OK? Thực sự là bây giờ thì anh cũng phải phục hồi chấn thương đầy đủ ạ. Xong anh sẽ chơi những cái đội bóng mà văn phòng anh vẫn đang chơi ấy. Anh vẫn đá đội báo Dân Việt, anh cán thì phải ra chơi cùng duy trì đội đấy, để đến lúc mà ổn định nhất thì anh sẽ bắt đầu quay trở lại Coca để động viên anh em tiếp tục hành trình, một hành trình mới. Em biết tại sao anh nhận lời ra chơi Tuấn Việt không? Tại sao ạ? Để anh quay vlog. Bởi vì chỉ cần là được đá cạnh Tuấn Việt thôi là anh đã có một cái lượng content cực kỳ ổn rồi. Thật ạ? Nên anh còn từng chia sẻ với Tuấn Việt rằng là hãy để anh xây cho em một kênh YouTube. Bất đúng kỳ rồi. Trận đấu nào đấy. Tại sao lại không nhở? Anh Tuấn, tại sao lại không? Anh nghĩ là cái đấy rất là phù hợp với mình đúng đấy. Đúng rồi, bởi vì cái cách chơi của Tuấn Việt là một thứ cần phải được bảo tồn. Đúng rồi, bảo tồn và truyền bá. Chính xác. Ra có anh Cán rồi thôi, một sân rồi, Cán anh Hàm thì thôi mình nghỉ. Không, anh Cán là em rất là khuyến khích anh hỗ trợ anh Tuấn nhiều hơn trong vấn đề này, tại vì anh giỏi trong vấn đề này hơn. Anh không bảo là em làm giống anh, làm trở thành vlogger chia sẻ về bóng đá. Em chỉ cần ra sân em đá và có người quay lại để cắt và up nó lên thôi. Nên không cần phải là dạy các bạn ơi, hãy học theo tôi, học quái được, thật. Thì hỏi là nếu mà có quay video để quay cho anh em này làm sao để tránh chấn thương thôi. Đừng để như tôi, chấn thương cũng là vất vả thôi. Mỗi người một kỹ năng anh ạ, khó lắm. Ok, nói thế thôi chứ mỗi người một công một việc, mỗi người một đam mê sở thích, mỗi người một suy nghĩ, một tư duy và một cách sống. Không thể ép là Tuấn Vỉa hãy sống như Cán Chris, Cán Chris hãy sống như Tuấn Vỉa, hãy suy nghĩ như Phùng Hằng. Mỗi người trong chúng ta lại có một cái quan điểm về cuộc sống khác nhau, một cái mưu cầu về sự hạnh phúc khác nhau. Nên là thôi hãy cứ sống như thế nào đấy mà mình cảm thấy hài lòng nhất với cuộc sống của mình là được. Không phải là tiền bạc, vật chất rồi danh vọng nó sẽ khiến cho mình hạnh phúc, mà quan trọng là mình được làm thứ mình thích và thoải mái, đúng không? Đấy là cái mà anh nghĩ rằng là qua cái lời chia sẻ của Tuấn Vỉa thì cũng giúp cho quý vị khán giả hiểu thêm về cái mục đích sống của chúng ta. Mỗi một người có được một cái suy nghĩ kiểu như vậy. Lời cuối cùng thì anh chúc cho Tuấn Vỉa sẽ sớm hồi phục chấn thương để làm sao tái xuất giang hồ. Bởi vì anh thấy là cộng đồng anh em chơi phủ nhớ em lắm rồi. Nhớ em lắm rồi, anh cũng nhớ em. Và chia sẻ luôn là anh mới dựng một cái vlog mà anh em mình đá với nhau cách đây 8 tháng. Em có nhớ trận đấy không? 8 tháng trước. 8 tháng trước. Tầm tháng 3 rồi. Em còn nhớ một cái giải mà anh em đá với nhau. Không phải giải, trận. Mà vlog này chưa lên sóng. À rồi, có một cái trận mà đá về hộ cái đội công ty làm tóc, làm những mỹ phẩm thời trang. Rồi, hai anh em mình thi nhau gánh team. Đấy, thì bản thân anh cũng rất là nhớ, nên là thi thoảng anh lôi những clip cũ ra ngắm rồi xem lại, thì anh đã dựng một cái vlog đấy. Thì sau đây thì mọi người sẽ được xem. Đó, chúc Tuấn Việt sẽ sớm trở lại và tham gia các giải đấu lớn trong tương lai, thì mọi người được thưởng thức cái thứ bóng đá của em. Hằng có lời chúc gì không? Thực sự hôm nay là cảm thấy rất là may mắn khi được ngồi đây với một cầu thủ đá bóng phủ như anh. Tại vì từ trước đến nay em cũng đã có cơ hội được gặp khá là nhiều người, nhưng mà anh là một trong những người em ấn tượng nhất vì chính con người anh, chứ không, tại vì là để nói kỹ năng đá bóng thì em không dám bàn luận, nhưng mà vì chính cái con người anh, em rất là ngưỡng mộ về cái tính rất là khiêm tốn và cái phẩm chất đáng quý của anh. Và em chúc anh là sẽ hồi phục sớm hơn và sẽ cố gắng theo con đường bóng phủ này cho đến cùng anh nhé. Và cảm ơn anh rất nhiều về sự có mặt của anh ngày hôm nay ạ. Em có một lời gì muốn chia sẻ không? Không. Mọi người thấy không, anh Tuấn cực kỳ kiệm lời. Nhưng mà sẽ mong rằng mọi người sẽ ra sân nhiều hơn để có thể xem anh Tuấn đá. Và lúc đấy mọi người sẽ thực sự nhìn thấy con người thật của anh Tuấn, mọi người ạ. Còn bây giờ... Không, con người thật phải ngồi trên bàn nhậu. Ngồi anh Cán. Ok, cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi hết chương trình Tạp Bóng Đá Phủ ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn ở những chương trình tiếp theo. Xin chào mọi người, bye bye. We'll be right back.
On Sports, trọn vẹn đam mê.